Như Huyền xin chào cả nhà, đã trở lại với kênh của Trần Ngọc Như Huyền nha cả nhà. Cả nhà ơi, hôm nay Như Huyền sẽ mời cả nhà cùng thưởng thức cho Huyền là thịt mỡ khìa ăn kèm với cải thìa hấp nha cả nhà. Cải thìa luộc cả nhà ơi. Đây, cải thìa dưới này là một đĩa dưới này luôn cả nhà. Thì bây giờ Huyền mời cả nhà cùng thưởng thức với Huyền là thịt mỡ khìa ăn với cải thìa nha cả nhà. Huyền mời cả nhà ăn với Huyền nha. Đây, bây giờ mình ăn cục thịt mỡ nè. Cải thìa cả nhà, Huyền có chế nước mắm gừng vô cải thìa nha nhà, cho nên nó có vị chua chua mặn mặn ngọt ngọt, thơm mùi gừng nha. Cải thìa ăn thì nó rất là ngọt. Thank you.
đá bào cả nhà, đá bào. Ngon lắm cả nhà. Tôi hiện xin lấy tay bóc cả nhà, cái đôi đũa lấy nó trơn quá khó. Trong cái dĩa này là nửa ký thịt mỡ nè cả nhà. Nửa ký thịt mỡ, cục này là cục cuối cùng nè cả nhà. Ăn hết nửa ký thịt mỡ với một bó cải thìa nha cả nhà. Bó cải thìa này có 10.000 nè. Ngán nè cả nhà. Cái gì à? Huyền cũng đã ăn xong hết nửa ký thịt mỡ rồi cả nhà, thịt mỡ kìa. Với bó cải thìa còn 3 tép nó hết rồi cả nhà. Thì Nhu Huyền cũng xin kết thúc video nha cả nhà. Có yêu thích kênh của Trần Ngọc Nhu Huyền cả nhà đăng ký like share ủng hộ cho Huyền nha. Nhu Huyền xin bye bye.